ơi là chúng ta sẽ cùng đến với những lần đá vươn lên đầy cân đao. Sau đây sẽ là 5 lượt sút của cả hai bên. Vậy là theo kết quả bốc thăm thì đội bóng La Quyết là người thực hiện trước. Và đến sân bóng này đó là cầu thủ mang áo số 10 Minh Chiến. Minh Chiến! Thì chúng tôi lúc này là một công nghiêng về phía La Quyết. Và đây cũng sẽ là bàn đá đầu tiên của đội bóng La Tiến. Và đứng trước bóng cũng là một cầu thủ áo số 10, đó là Duy Thắng. Duy Thắng đối mặt với Nhật Minh, rất chính xác. Vậy là tỷ số của loạt đá lần đầu tiên là 1-0. Đây là lượt sút thứ hai của La Quyết. Vậy là đây là loạt sút thứ hai của đội bóng La Quyết. Rất chính xác, đó là Nhật Minh. Nhật Minh đã nâng tỷ số của loạt đá luân lưu lên là 2-1. Thì hiện là đây cũng là loạt đá số 2 của đội bóng La Tiến. Và chiếc bóng này đang là cầu thủ Đức Giang. Đức Giang! Đá lưu và cũng tự mình cản phá tình huống đá lưu của cầu thủ Đức Giang. Và như vậy là cũng là phần thi đấu thực hiện không thành công của La Quyết. Như vậy là mọi khiếu nại của các ban luyện hãy dành cho chúng ta cũng chung. Ban tổ chức chúng tôi cũng có chỉ nhận có nhiệm vụ và bình luận thôi. Đây là tình huống thực hiện thứ ba của La Tiến, đó là Nhật Nam. Như vậy là tỷ số thật là 2-1 nghiêng về đội bóng La Quyết. Và đây là loạt đá thứ tư của Toto. Như vậy là Bảo Nguyên sẽ đối mặt với thủ môn Bảo Lâm. Bảo Nguyên! Như vậy là tỷ số được nâng lên, 3-1. Đây là loạt đá thứ tư của La Tiến và đứng trước bóng đó là thủ môn Tuấn Bảo. Rất chính xác. Như vậy là tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Và đây là loạt sút cuối cùng. Và nếu như trong tình huống này bóng La Quyết thành công thì bóng La Quyết sẽ có được hạng 3 chung cuộc trong giải đấu năm nay. Đã thứ tư này đã
đá với